và quay lưng đi, lệ nhòa dần trên đôi mi khúc à. Hai cái gì nữa, hát hoài à. Trời ơi, tôi thần tượng đang trường mà. Em hỏi hai này nè. Gì? Nếu như mà sau này à, ví dụ như hai lấy vợ đi, rồi hai có còn thương em như giờ không? Dĩ nhiên là không. Hả? Giỡn căng vậy. Giỡn kỳ á, trả lời thiệt đi. Dĩ nhiên là thương rồi cô. Trời ơi, không thương cô chứ thương ai bây giờ. Nếu á mà có một người bắt ép anh hai, một là thương vợ, không được thương em gái, thì anh sẽ chọn là anh ở giá suốt đời, không lấy vợ luôn. Vậy hả? Thế. Nếu mà nói như vậy á, thì dù cho như thế nào đi nữa, ở trong lòng anh Tôm, Út mãi mãi vẫn không bằng vợ Hân đúng không? Ủa là sao? Giống như cái chuyện hôm qua đó, đến sáng nay nè, vợ Hân không thèm nhìn mặt Út luôn. Kiểu giống như là vợ Hân nghĩ là Út cướp mất anh Tôm của vợ Hân vậy á. Anh hay nghĩ chắc không phải như vậy đâu. Em so sánh như cái tình cảm giữa cái chuyện vợ chồng với cái chuyện anh em ruột. Hai cái tình cảm đó nó khác xa nhau hoàn toàn đó. Em so sánh vậy anh thấy khập khiễng lắm, không được. Chứ giờ sao? Nhưng mà thật ra thì Út thấy á, là Hân cũng bên Út lắm, Hân thương Út lắm. Tại Út cũng thương Hân mà. Tại vì mặc dù nó lóc chóc như con trai vậy á, nhưng mà nó cũng dễ thương. Nhưng mà giờ anh hay nghĩ là tại Út á. Trong cái chuyện này là chắc là Út cư xử không có khéo á. Chứ nếu mà Út cư xử mà nó khéo chút xíu á, thì bé Hân nó sẽ không hiểu lầm. Bây giờ nó đang hiểu lầm nè, nó đang hiểu lầm là Út đang cố tình chia cắt tình cảm giữa bé Hân với anh hai của nó. Đó. Cho nên là nó càng, nó em càng làm như vậy, nó càng hiểu lầm, nó càng phấn khích hơn, nó càng phản kháng với em nhiều hơn. Đó. Ví dụ như là bây giờ anh hai có vợ đi ha. Vợ anh hai cây lộn với em. Nhưng mà vợ anh hai cố tình xuống nước mềm mỏng, nhẹ nhàng với em hơn, thì chắc chắn anh sẽ rất là tôn trọng vợ anh hai. Tại vì sao? Tại vì anh hai nghĩ vợ của anh hai là một người biết cư xử, đó, biết trên nhường dưới, biết lo cho tổng thể, cho đại cục. Đó. Mình phải chơi cao cơ vậy mới được. Được rồi. Nếu như mà như vậy á, thì bây giờ hai hai vô trong làm liền cho em 4 ly trà sữa trân châu đường đen đi. Xong cho em mượn vài triệu thôi cũng được. Người ta bán trà sữa chứ phải bán vàng đâu mà mượn vài triệu mà cũng được nữa là sao? Vài triệu. Vài triệu hả? Thôi đất ơi, ở đâu ra? Cho mượn đi. Mượn làm gì nhiều vậy? Mua giày để lấy lòng dạ không? Hả? Ừ, cũng có lý ha. Nhưng mà mày lấy chồng hay tao lấy chồng tự nhiên tốn kém vậy? Nhưng mà cho mượn đi hai. Mượn có trả không? Trả chứ, mà không biết ngày nào trả thôi. Được rồi. Ừ, anh làm gì vậy? À, anh có tìm thấy cái tai nghe của em không? Nãy giờ em tìm hoài không có thấy. Tai nghe nào? Tai nghe ngày hôm qua em quăng đây nè. Trời ơi, chính tai nghe mà sao lục tung cái phòng anh lên luôn vậy? Nè. Làm gì vậy? Ai cho em ăn? Cái này á là anh mua cho chị Thanh, chị hay đói ban đêm. Xin miếng thôi. Mà tai nghe em đâu? Không có tai nghe nào trong phòng này hết trơn á. Nhưng mà em tìm không có thấy. Cái tai nghe màu trắng đúng không? Đúng rồi. Hồi sáng trước khi anh đi làm á, anh thấy nằm trên giường nè. Mà anh ghim vô nghe thử, anh thấy nó hư rồi, anh dục sọt rác rồi. Gì kỳ vậy? Hư thì mang đi sửa chứ tự nhiên dục của anh ta. Anh đền cho em đi. Đền cái gì mà đền? Tự nhiên kêu đền. Biết hư á sao tối hôm qua ông đem về phòng sửa đi. Dục của phòng anh làm cái gì? Lục lọi phòng anh nữa. Làm bừa bộn hết trơn nè. Kiếm chuyện đúng không? Em không muốn kiếm chuyện gì đâu. Em chỉ muốn tìm đồ của em thôi mà. Gì vậy trời? Nè! Nè! Chưa dọn phòng đi đâu vậy? Trời ơi, con nhỏ này! Nè Hân! Từ đây về sau á, không có tự ý vô phòng của anh chị kia chưa? Vậy không có hay đâu. Sao vậy con? Có chuyện gì vậy? Anh mày nói nghe không? Con muốn đi vô phòng của chị dâu thì con phải làm đơn xin phép anh trai con, chứ không có phải tùy tiện mà bước vô trong phòng nó muốn làm gì thì làm. Nghe chưa? Mẹ. Anh con á là bây giờ chỉ có chị dâu con thôi, không có coi ai trong gia đình này ra gì hết trơn á. Gì vậy mẹ? Gì? Mẹ nói gì kỳ vậy? Mẹ coi đó,
Hân nó vô phòng của tụi con á, lục tung hết đồ lên luôn á. Bây giờ mẹ còn binh nó nữa là sao? Mẹ binh hồi nào? Mẹ mới la nó nè, không lẽ giờ con muốn mẹ bắt nó quỳ xuống mẹ đánh đòn mới chịu hay sao? Ủa, lục tung hả? Mẹ thấy đâu có lục tung gì đâu. Nó lên nó kiếm đồ thôi mà. À, thì bất quá có bài biện cái gì nó không biết dọn dẹp á thì để mẹ dọn cho. Chứ có cái gì đâu mà con phải nhăn nhó dữ vậy. Sợ phiền vợ con chứ gì, phải không? Mẹ. Thôi mẹ con mới về. Ủa, nhà mình có gì vui vậy? Mẹ, nè. Cái gì vậy? Dạ trà sữa. Vui lắm á con. Trời ơi, mọi người nhìn vô đi. Mẹ chồng á thì đi lo nấu nướng bếp nút á, thấy đều gù cái lưng lại vậy nè. Còn con dâu á đi ra ngoài ăn vặt. Vui thiệt á. Dạ không có mẹ. Hồi nãy á tại con tiện đường cái con ghé qua quán của anh hai con. Xong rồi cái này là trà sữa anh hai con mới nấu công thức mới á, đem về cho cả nhà mình uống, có gì góp ý anh hai con. Vậy hả? Dạ. Mẹ cảm ơn con nha. Mẹ không uống mấy thứ này. Mẹ không quen, bụng mẹ không quen. Tụi con uống đi ha. Dạ. À, nè, trà sữa anh đâu? Trà sữa anh đâu? Nè. Mời Hân uống nữa. Em vô bếp phụ mẹ đi. Vô bếp phụ mẹ đi, vô bếp phụ mẹ đi. Đi. Nè, uống hết luôn đi. Nên nè, à mà trà sữa ngon á, có gì em sẽ review quán của anh hai chị, à em sẽ cho bạn bè tới uống nữa. Mà anh hai chị tên Đăng Trường thiệt hả? Ờ à, tên thiệt á. Trong tình ca sĩ quá à. À đó nghe nè, à không nó nghe là vô đây, ngồi ngồi đây, ngồi đây. Chị có cái này cho em nè. Hôm bữa mượn tai nghe của em chị làm hư á, hôm nay chị đền đó. Cái tai nghe của em có mấy chục ngàn à. Cái này là hàng Bluetooth Apple nhập khẩu, mất tiền lắm. Thôi em trả lại nè. Sao vậy? Không, người ta bảo em là được cơ hội. Cơ hội gì không biết nữa. Hôm bữa chị làm hư thì bây giờ chị đền. Với lại á, bữa giờ á chị cũng cư xử không đúng với em, cho nên là coi như là chị chuộc lỗi nha. Dạ thôi không sao đâu mà. Với lại á, mai mốt á phòng mà có kẹt á cứ qua đây ngủ đi, chị không có phiền không có trách gì đâu nha. Chị nói thiệt không đó? Thiệt. Em qua ngủ không phiền chị hả? Không. Nha. Dạ thôi mốt em qua ngủ với chị nha. À. À. Dạ thôi bây giờ em về phòng nghe thử cái tai nghe coi về cỡ nào. Học bài xong qua chị chơi nha. Dạ. Mình cảm thấy mình thật là xuất sắc. Đánh vô phá trụ kìa, phá trụ kìa. Chị đi theo em nè. Bảo vệ cái trụ kìa. Tung chiêu, chiêu ba anh tiêu nó đi. Rồi rồi. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi. Support lên chống đi, chống đi. Chị cho em một xíu. Để em bọc qua sau em bắt nó, để em bọc qua sau em bắt nó. Nè. Có thể là bớt ồn cho tôi ngủ được không? Không. Làm gì chơi game ồn quá vậy? Em lặng đi, anh ngủ trước đi. Em với chị dâu chơi game cái. Trời ơi, sao anh ngủ được? Anh nó ồn quá phiền quá. Chị nó kìa. Nè, chị đang bắn nè, chị bắn. Ê, canh giữ trụ kìa, giữ trụ kìa. Nè. Nằm xuống ngủ đi. Trời ơi. Đừng có chơi game nữa được không? Anh không có muốn con anh á ghiền game cho bụng mẹ đâu nha. Nói nhiều quá, không biết. Mẹ đừng có chơi nữa mà. Núp rồi chị. Ồ, chui vô đây. Đi chơi đi. Ủa, anh làm cái gì vậy? Cái gì hả? Em muốn con anh ngợp thở cho bụng mẹ hả? Ủa, đừng có chơi nữa. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn à, quá trời quá đất, không để cho ai nghỉ ngơi hết trơn à. Mẹ Hân, sao ở đây hoài vậy?
đi về phòng của con nhanh lên. Thôi, mẹ cho con ngủ với chị dâu đi. Hai chị Thanh ha, từ đây em là đệ tử của chị luôn. Đệ tử cái gì? Nói ra cho em ngủ con bữa nữa đi mẹ. Con hai chị em con hợp nhau lắm á nha. Trời đất ơi, con gán lứa kỳ cục vậy. Đi với mày qua phòng á, anh hai của mày đâu chia cắt vợ chồng anh hả? Mày nói nó không thèm nghe đâu, nó lên nó cắm đầu vô nó chơi kìa. Nè, nó trụ nó đi. Dạ không. Cái phòng của con á hết mùi nước hoa rồi, về đi. Chưa có hết mẹ ơi. Mẹ nói là hết rồi. Thôi lắm. Không gì bảo vệ chị không. Con, mẹ nói con nghe nè. Bây giờ ở đây nó ồn lắm, con không thể nào ngủ được. Đi về phòng của mẹ ngủ đi con. Ôi, phòng này phòng của con mà, tự nhiên về phòng của mẹ làm gì? Ôi, đi qua phòng mẹ đi, mẹ giường, cái phòng của mẹ cho con ngủ luôn. Con ngủ không quen đâu, ngủ quen đâu. Trời đất ơi, bây giờ sao con ngủ được? Đang bắn. Đi về phòng đi. Đi qua chiếc phòng anh vậy? Bắn chỗ giữa kìa. Không. Cái con bé này. Chị cắt vợ chồng anh hả? Cái gì vậy con? Kỳ mẹ nó quấn mà. Hân, Tâm, bắn đi Hân, bắn đi. Dạ. Nó trứng nó luôn rồi mẹ ơi, nó trứng nó luôn rồi mẹ ơi. Chị còn chùi dưỡi nó, còn chùi dưỡi nó. Xích ra con tướng. Ơi. Anh điêu. Ngủ đi. Chị em con rất hợp nhau mẹ à. Con nhỏ dâu nè, nó cũng thuộc dạng không vừa đâu. Ghê gớm lắm nè. Để coi. Là một ngày đẹp trời ánh mang, mang về đây là bao tia nắng. Đẹp dịu dàng và thật lung linh, xinh thật xinh là em. Và một người ngập tràn yêu thương, bên cạnh anh từ khi thơ bé. Người từng ngày tạo tần chăm lo, xin gọi tên mẹ anh. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến từ nay bắt đầu. Mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai, thân trai 12 bên nước yeah. Giờ mình theo ai, vì ai mình cũng thương. Phải làm sao đây, nụ hôn đắm say hay lời ru yeah. Chọn một trong hai, chọn một trong hai.